Mình xin chào tất cả các anh em. Video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng máy chẩn đoán lỗi MotoSyntax phiên bản V2.7 để đăng ký chìa khóa mới anh em nhé. Vâng. Trước màn hình của em đây đó chính là cái SCU K0R của SH2020 em nhé. Vâng ạ, K0R của SH2020. Và cái hộp SCU này, cái xe này thì đang mất tất cả chìa khóa anh em nhé, mất tất cả chìa MOB. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng máy chẩn đoán lỗi MotoSyntax để đăng ký MOB, đăng ký ký chìa khóa mới cho cái hộp SCU này anh em nhé. Vâng, và anh em sẽ thấy là tôi lấy đúng cái mã là KOR đúng không ạ? Vâng, đây là hộp SCU KOR, tôi lấy đúng KOR của SH2020 anh em nhé. Vâng, và bây giờ tôi sẽ tiến hành khui chìa này ra. Vâng, và anh em có thể là áp dụng, anh em xem video để anh em biết được cái cách để sau này anh em muốn đăng ký khóa thì nó rất là đơn giản anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em, tôi quay sát vào cái màn hình máy tính anh em nhé, màn hình máy tính bảng ạ, để tôi hướng dẫn anh em đăng ký khóa. Vâng rồi, ok anh em. Trước màn hình của anh em thì anh em sẽ vào cho tôi là cái menu, đó chính là Smart Key đúng không ạ? Anh em sẽ chọn hãng xe, đây là SH thì chắc chắn là của xe Honda rồi anh em nhé. Chọn Honda. Rồi, anh em thấy là cái phụ tùng của anh em, cái SCU của anh em là cái mã gì thì anh em ấn vào cái mã đấy anh em nhé. Vâng, đây chính là KOR anh em nhé, KOR SH2020. Rồi, bây giờ thì cái công việc của anh em, cái hộp SU này bây giờ mất hết tất cả chìa, đồng thời mất luôn tất cả mã rồi anh em nhá, không còn một cái gì. Và anh em phải có được cái mã bảo lãnh, cái mã key đang sử dụng trong SU này là cái cả mã bảo lãnh, và anh em có cái mã bảo lãnh đấy thì anh em mới đăng ký khóa mới được anh em nhá. Và cái mã nó lấy ở đâu ạ? Cái mã đấy, một là khách hàng sẽ cung cấp cho anh em cái thẻ nhựa màu trắng, trong đấy có cái mã số, mã đó chính là cái mã bảo lãnh, mã đấy đang on, đang sử dụng thì là mã đó chính là cái mã bảo lãnh để anh em dùng cái mã đấy để đăng ký khóa mới anh em nhá. Trong trường hợp khách hàng mất chìa, mất luôn cả mã rồi thì anh em phải bắt buộc là phải đọc KID ECMID từ SCU, và anh em phải đọc từ cái con SCU lấy được cái mã đó ra thì anh em mới đăng ký khóa mới được anh em nhá. Vâng, tôi bấm vào đọc KID ECMID từ SCU. Yêu cầu sử dụng cáp nối Honda SMKPN MTB08HP02 nối MotoSyntax với SCU. Nối dây tín hiệu màu vàng vào vị trí như trên hình ảnh của SCU. Vâng, để đọc được cái mã KID từ SCU thì việc đầu tiên là anh em sẽ phải sử dụng cho tôi cái cáp là MTB08HP02. Một đầu thì anh em sẽ ghim vào phần cứng MotoSyntax. Đầu còn lại, anh em rắc còn lại, anh em sẽ ghim vào cái hộp SCU. Và anh em sẽ sử dụng cái nguồn ắc quy để cấp nguồn cho máy ạ. Và cái dây màu vàng thì anh em sẽ phải giữ tay, anh em sẽ kết nối vào cái điểm đánh dấu như trên màn hình anh em nhá. Vâng, đây ạ, điểm đánh dấu này. Rồi, ok. Vâng, bây giờ tôi sẽ thực hiện như trên hướng dẫn của máy chẩn đoán lỗi MotoSyntax anh em nhá. Vâng, đầu tiên thì tôi sẽ lấy đúng cái mã cáp ạ, MTB08SP02. Vâng, tôi lấy đúng cái mã cáp rồi. Thì đầu tiên là tôi sẽ kết nối với lại phần cứng MotoSyntax ạ. Vâng, tôi kết nối ạ. Rồi, tôi vặn lại cho nó chắc anh em nhé. Ok anh em, như vậy tôi đã vặn chắc rồi. Hộp SCU tôi sẽ ghim vào ạ. Rồi, tôi đã ghim vào chắc chắn vào cáp như trên hình ảnh anh em nhá. Và nguồn ắc quy thì tôi đã cấp nguồn ắc quy cho máy, và máy đã có nguồn anh em nhá. Vâng, và cái hộp SCU này thì anh em sẽ lấy dao dọc giấy, anh em cậy cái nắp hộp ra để anh em sẽ kết nối cho tôi cái dây màu vàng anh em nhá. Vâng, sau khi anh em lôi cái hộp ra thì anh em thấy là cái dây màu vàng ạ, tôi sẽ phóng to lên ạ. Cái dây màu vàng là cái dây màu vàng này anh em nhá. Vâng, và anh em có thể phải sử dụng cái dây màu vàng, anh em sẽ kết nối vào cái điểm chì ở trên cái main của cái hộp SCU anh em nhá. Vâng, và nó rất dễ thôi, thì anh em sẽ nhìn theo cái hình ảnh và anh em có thể là để ý, nếu anh em nhìn lần đầu thì anh em nhìn trong vòng 1 phút
là anh em có thể là tìm được cái vị trí cái dây màu vàng để kết nối. Còn nếu như anh em là làm quen rồi á, thì anh em không cần phải đến 1 phút mà anh em chỉ cần 5 giây là anh em đã kết nối được rồi thôi anh em nhá. Vâng, vâng ạ. Và như vậy là tôi thì tôi đã làm rất là nhiều rồi, nên tôi sẽ biết nó nằm ở vị trí nào rồi. Tôi chỉ cần kết nối 10 giây đồng hồ là ok thôi anh em nhá. Vâng, tôi kết nối đây. Tôi kết nối phát là ăn ngay thôi ạ. Vì tôi quen rồi mà anh em. Rồi, tôi giữ tay vào đây. Cái kết nối với cái điểm như trên hình ảnh anh em nhá. Vâng, tôi giữ tay vào cái main. Rồi, cái dây màu vàng. Sau khi anh em kết nối cái dây màu vàng vào cái main vị trí đánh dấu như trên hình ảnh, đúng không ạ? Có thể gì sử dụng không ạ? Anh em cứ làm như trên hình ảnh. Sau khi tôi kết nối rồi thì tôi sẽ ấn mũi tên bên phải anh em nhá. Rồi, anh em ấn tiếp ạ. Vâng, như vậy là khả năng là chỉ có vài giây thôi đấy anh em ạ, là đọc. Ok anh em. Như vậy là anh em thấy là đọc trong vòng có vài giây thôi thì đã ra được, có được cái mã KID anh em nhá. Và anh em chú ý là cái hộp SCU thì anh em nên đặt một cái lên một cái bàn nhựa hoặc là một cái bàn gỗ hay một cái gì đấy nó không có cái dẫn điện anh em nhá. Còn nếu như anh em đặt lên cái bàn sắt chúng tôi đây thì anh em phải kê một cái lợp giấy để cho, vì đây là thiết bị điện mà, nó xuống cái sắt này nó sẽ truyền điện, nhiễm điện lung tung anh em nhá. Vâng, mà tôi sẽ kê một cái tờ giấy đây cho an toàn ạ. Vâng, và sau khi anh em đọc trong vòng có mấy giây thôi là anh em đã đọc được cái mã KID và cái mã này đang on, là anh em có thể là sử dụng cái mã key mà có đằng sau là cái mã key này đang on, thì anh em có thể là dùng cái mã đấy để anh em bảo lành cái chìa khóa mới, đăng ký chìa khóa mới được anh em nhá. Còn nếu như anh em đọc ra có nhiều mã key hơn nữa, nhưng cái mã key đằng sau đó là có chữ off thì không sử dụng cái mã đấy để đăng ký được anh em nhá. Vâng, và tôi sẽ lấy cái mã on. Vâng ạ. Và có một cái điều lưu ý với anh em là sau khi mỗi lần mà anh em có thể là đọc mã key ra như thế này rồi thì mình kinh nghiệm của mình thì mình chia sẻ đến cho anh em, thì anh em nên ngắt kết nối ạ. Anh em sẽ tháo cho tôi một cọng bình ắc quy ra. Và anh em để trong vòng 5 giây anh em có thể là kết nối lại ạ. Rồi, ok, đó là cái kinh nghiệm của mình anh em nhá. Rồi, sau khi anh em đã làm theo cái kinh nghiệm của tôi rồi thì tiếp tục bây giờ là đến lượt là anh em sẽ dùng cái mã key này để bảo lãnh đăng ký cái chìa khóa vào anh em nhá. Rồi, ok anh em. Anh em sẽ đây, tôi có thể là để cái mã key ở vị trí này ạ. Rồi, ok. Tôi bấm mũi tên bên phải, tiếp tục bấm mũi tên bên phải anh em nhé. Vâng ạ. Yêu cầu chuẩn bị KID có trên thẻ nhựa của FOB đã mất hoặc đọc KID từ SCU. Chuẩn bị chìa khóa FOB mới chưa đăng ký hoặc renew nếu đã đăng ký. Vâng, máy yêu cầu anh em là cho anh em phải chuẩn bị cho tôi được cái mã KID có trên thẻ nhựa, hoặc anh em có để đọc ở trong SCU ra thì tôi vừa đọc ra rồi anh em nhá. Và anh em cần phải chuẩn bị cho tôi tiếp tục một cái chìa khóa mới, và chìa khóa này là mới tinh và chưa được đăng ký với một cái xe nào anh em nhá. Nếu như chìa này mà đã đăng ký với xe nào rồi thì sẽ thực hiện sẽ không thành công anh em nhá. Vâng, và cái chìa này thì tôi vừa mua về anh em nhá, đang mới tinh ạ. Tôi ấn mũi tên bên phải ạ. Hỏi đáp, bạn đã có KID chưa? Vâng, tôi đã có KID rồi anh em nhá. Tôi có KID rồi ạ. KID rồi ạ. Ấn bên tiếp tục ạ. Vâng, máy sẽ tự động nhập cái mã số này về vào cho mình anh em nhá. Trạng thái Moto Scan Tab đang kiểm tra. Yêu cầu thao tác bấm off tất cả các khóa, bấm giữ nút hình khóa trên FOB. Biểu hiện LED trên FOB chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Vâng, và bây giờ tôi sẽ thực hiện như ở trên máy hướng dẫn ạ. Hình ảnh minh họa, tôi sẽ off cái chìa khóa này, đèn LED từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, đúng không anh em ạ? Rồi, ok, đã làm theo hướng dẫn của máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab ạ. Tiếp tục ấn phím mũi tên bên phải anh em nhé. Trạng thái Moto Scan Tab đang đăng ký khóa. Vâng, và bây giờ máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab đang tự động khai báo mã KID anh em nhá. Vâng, anh em cứ rung đùi, anh em ngồi chơi chờ trong vòng 1 phút
là tiếp tục thao tác anh em nhé. Vâng, và một lát nữa anh máy tự động nhập cái mã cho mình, và đến con số cuối cùng thì máy yêu cầu anh em on cái chìa khóa này mới này lên, và đèn từ màu đỏ sáng sang màu xanh, và khi anh em on xong rồi anh em ấn mũi tên bên phải, đúng không ạ? Và nếu như thành công thì anh em để ý cái đèn led của chìa khóa FOB nó sẽ nhấp nháy sáng màu xanh là đăng ký thành công anh em nhá. Đồng thời máy nó sẽ thông báo bằng hình ảnh luôn anh em nhá, bằng hình ảnh và bằng giọng nói cô trợ lý Hào hướng dẫn thông báo bằng giọng nói chữ tiếng Việt có dấu và có cả hình ảnh minh họa là biết được là đăng ký thành công hay chưa. Và anh em chuẩn bị ạ. Máy yêu cầu như thế nào ạ? Có đúng là chuyển đèn led từ màu đỏ sang màu xanh đúng không ạ? On chìa. Vâng, tôi đã ấn on chìa anh em nhá. Và bây giờ tôi ấn mũi tên bên phải và anh em để ý cái chìa xem là nó có nhấp nháy màu xanh không anh em nhá. Vâng, tôi đã thấy nhấp nháy. Đăng ký khóa FOB thành công. Vâng, như vậy là làm bất cứ mấy công việc gì anh em nhìn thấy cái dòng chữ xin chúc mừng là thấy vui rồi anh em nhá. Vâng, và bây giờ muốn chắc ăn hơn một lần nữa thì sẽ tiếp tục ấn phím mũi tên bên phải để máy chẩn đoán lỗi Moto Scantab, kiểm tra lại một lần nữa anh em nhá, để cho chắc ăn được là cái FOB chìa khóa mới này tôi đã vừa đăng ký thành công khi mất tất cả chìa anh em nhá. Ấn phím mũi tên bên phải ạ. Máy yêu cầu ạ. Yêu cầu thao tác bấm on khóa cần kiểm tra bấm giữ nút hình khóa trên FOB. Biểu hiện led trên FOB chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Vâng, máy yêu cầu anh em on chìa. Đúng ạ, chìa tôi đang on đang sáng màu xanh ạ, đúng ạ. Sau khi on xong rồi, tôi ấn mũi tên bên phải để tiếp tục kiểm tra lại một lần nữa. Thông báo FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SCU. Vâng, như vậy là tôi vừa hướng dẫn anh em sử dụng máy chẩn đoán lỗi Moto Scantab và đã đăng ký chìa khóa mới khi xe mất tất cả chìa của SH2020 anh em nhá. Vâng, và làm đến đây rồi là sẽ kết thúc cái công việc của anh em. Bây giờ là anh em tháo SU ra ngoài ạ. Rồi ok anh em, và anh em sẽ kết nối lại với cái hộp ạ, và anh em ghim vào lên xe là sử dụng thôi anh em nhé. Ok, như vậy là ghim lên xe là sử dụng thôi anh em ạ. Vâng, như vậy là đối anh em thấy là cái công nghệ Smart Key trên máy chẩn đoán lỗi Moto Scantab không có gì là không làm được anh em nhé. Và cái công việc sửa xe khi mà khách hàng có những cái ban bệnh liên quan đến khóa thông minh Smart Key, mất chìa, mất mã, thay SCU, thay ECM, thì anh em thấy là bây giờ nó quá chỉ là dễ xử lý rồi anh em nhé. Nó không còn khó như ngày xưa nữa. Bây giờ anh em làm cho bằng một nốt nhạc là xong anh em nhé. Vâng, nhưng mà đó là với những anh em thợ đã đầu tư máy chẩn đoán lỗi Moto Scantab anh em nhé, là anh em cách đây vài năm đến bây giờ đối với những cái công việc như thế này thì quá chỉ là dễ dàng anh em nhé. Còn đối với những anh em thợ mà chưa có đầu tư về máy chẩn đoán lỗi Moto Scantab thì anh em đang còn gặp rất nhiều khó khăn anh em ạ. Vâng, như vậy là anh em cần phải tính toán và đầu tư máy chẩn đoán lỗi Moto Scantab càng nhanh càng tốt để anh em bắt kịp với công nghệ anh em nhé. Anh em thấy là các anh em khác họ sử dụng máy lâu lắm rồi và những cái ban bệnh này họ có đầy đủ cái kinh nghiệm để xử lý rất chi là nhanh chóng rồi anh em nhá. Và bây giờ nó rất chi là thường rồi, nó không có gì là xa lạ, không có gì là khó khăn cả. Nhưng đối với anh em tôi đến thời buổi bây giờ, anh em vẫn chưa sắm máy chẩn đoán lỗi Moto Scantab và cái công nghệ như thế này, cái những cái ban bệnh như thế này, anh em rất chi là lo sợ, rất chi là mù tịt công nghệ anh em nhá. Và rất chi là khi mà khách hàng có nó động chạm đến mất chìa khóa, thêm chìa liên quan đến Smart Key là anh em thấy là nó có một cái vấn đề gì đó nó hơi lo, và anh em cũng không muốn nhận anh em nhá. Đấy, không muốn nhận và nó sẽ mất đi cái nguồn thu nhập anh em ạ. Còn đối với những anh em đã sắm máy rồi thì anh em những cái ban bệnh này làm rất chi là đơn giản và lấy được tiền của khách hàng rất chi là dễ dàng anh em nhá. Vâng ạ, bây giờ cái vài trăm nghìn một lần như thế này thì rất chi là
đơn giản anh em nhé, đó là tiền công của mình anh em ạ. Và các khách hàng có thể có xem được cái video này, khách hàng cũng phải thông cảm thôi, vì là bây giờ các anh em đầu tư cái công nghệ, cái máy này nó rất chi là mắc tiền, và anh em phải lấy cái chất xám của anh em, công nghệ của anh em bằng cái giá trị anh em bỏ ra anh em nhé. Nên là khách hàng cũng rất chi là thông cảm thôi anh em nhé, giá thị trường chung rồi anh em nhé, ai cũng vậy thôi anh em ạ. Vâng, như vậy là anh em cũng nên bàn bạc với lại gia đình, vợ con, và gắn nghề sửa chữa xe máy và nó gắn bó với mình lâu dài. Càng ngày xe nó càng phát triển công nghệ mới thì anh em phải đầu tư máy đi thôi, để làm cho nó thuận tiện hơn công việc, nó đỡ mất tiền oan, đỡ đền tiền oan. Rồi khi gặp khách thì anh em xử lý nó nhanh, chính xác, khách hàng hài lòng, tiệm anh em càng ngày càng đông khách hơn, anh em kiếm thêm thu nhập anh em nhá. Còn nếu như không thì anh em càng ngày làm càng đi xuống anh em nhá, và nguồn thu nhập nó sẽ bị giảm đi. Anh em nên đầu tư, nói với vợ con như vậy. Chẳng lẽ là cái cửa tiệm nhà anh em sửa xe máy mười mấy năm nay, thậm chí có nhiều anh sửa tới hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm rồi, mà những cái ban bệnh còn con như thế này anh em lại không nhận, hoặc là anh em lại phải đần đi tuyến trên, nó rất chi là mất uy tín anh em nhá. Vâng ạ, cửa hàng nhà mình nó có thương hiệu lâu đời như thế này, mà bây giờ để cho một cái cửa tiệm đối thủ trước mặt nhà anh em, họ vừa làm, vừa ra nghề có 1-2 năm thôi, họ đã lên mặt mình rồi anh em nhá. Đó là một cái điều rất chi là cương kỵ. Nên anh em nên đầu tư sắm máy chuẩn đoán lỗi mô tô xiển táp. Và anh em có thể là gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ hỗ trợ tư vấn cung cấp máy cho anh em. Và khi cung cấp máy cho anh em thì mình có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho anh em trọn đời anh em nhá. Mình xin tự giới thiệu, mình là nhà phân phối máy chuẩn đoán lỗi mô tô xiển táp Hoàng Ngọc Xuân tại Thanh Hóa. Mình có cung cấp máy cho tất cả các anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc. Mình có ship hàng về đến tận nhà cho anh em, đối với những anh em không tới tại nhà mình để lấy máy được. Còn những anh em nào có thời gian thì tới nhà mình để lấy máy, nhà mình có đầy đủ các dòng xe để anh em thực hành và lấy máy anh em nhé. Vâng ạ, và anh em cũng đã theo dõi cái YouTube của mình lâu năm rồi, Facebook, YouTube. Thì anh em thấy là ngày nào mình cũng gửi máy chuẩn đoán lỗi mô tô xiển táp đi cho các anh em thợ, là anh em biết được cái lượng tiêu thụ nhà mình, máy nhà mình rất lớn anh em nhá. Vâng, và anh em theo dõi chứ chắc không nói thì anh em cũng biết, năm 2023 thì mình được công ty DTD Auto Việt Nam, thầy Dương Tuấn Dũng trao tặng kỷ niệm chương là đại lý xuất sắc năm 2023 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan anh em nhá. Vâng, và vừa rồi tháng 6 năm 2024 thì mình tiếp tục được công ty DTD Auto Việt Nam, được thầy Dương Tuấn Dũng trao tặng kỷ niệm chương là đại lý xuất sắc năm 2024 anh em nhá. Vâng, mình rất chi là vui và vinh dự khi 2 năm liền mình được là đại lý xuất sắc của năm anh em nhá. Vâng, và đấy là một cái niềm tin và một cái động lực để anh em nhìn vào đó, anh em biết được mình là nhà phân phối mà là nhà phân phối xuất sắc của năm. Và anh em có thể là tự tin, anh em đặt hàng bên mình, anh em không lo hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và đặt hàng thì anh em không lo được là một cái đơn vị không uy tín anh em nhá, phải uy tín thì mới nhận được kỷ niệm chương anh em nhá. Và anh em không lo được là cái về vấn đề về kỹ thuật nữa anh em nhá, phải có kỹ thuật, có tố chất, là một đại lý đàng hoàng, lịch sự, làm ăn nghiêm túc, an toàn, lành mạnh, kỹ thuật tốt thì mới được nhận kỷ niệm chương là đại lý xuất sắc của năm anh em nhá. Vâng, video ngày hôm nay thì mình vừa hướng dẫn anh em sử dụng máy chuẩn đoán lỗi mô tô xiển táp để đăng ký chìa khóa cho xe SH2020 mã KOR anh em nhá, K0R, và mất hết tất cả chìa anh em nhá. Vâng, video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.